Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay nhà mình sẽ cắt cỏ. Tại vì cũng chuẩn bị tới mùa xuân rồi, cho nên là bây giờ mình cắt để cho cỏ lên cho nó đều, cho nó đẹp. Và bây giờ mình sẽ quay cái trước khi mà cắt như thế nào để cho các bạn thấy nhá. Rồi khi mình cắt cỏ như thế nào mình cũng sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Rồi các bạn chờ xem video cắt cỏ tại sân vườn của nhà mình như thế nào nha. Đây mọi người ơi, đây là cái máy cắt cỏ. Đó, đây là cái máy cắt cỏ. Đó. Còn cỏ của nhà mình thì các bạn thấy không? Đó, nó lên rồi, nó lên rồi. Rồi. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ khởi động máy cắt cỏ. Mọi người xem mình khởi động nha. Đó, gái có công, chồng không phụ. Và các bạn ơi, khi mà hai đứa mình tự cắt cỏ trong vườn nhà này này là mình tiết kiệm được 70 đô. Tại vì nếu như mình thuê người là sẽ phải trả mất 70 đô. Thôi, lao động là vinh quang đúng không quý vị? Đây. Đầu tiên là đẩy cái này vô, mọi người thấy không? Hy vọng xa xa mọi người thấy, đẩy cái này vô. Đẩy cái này vô, xong bắt đầu kéo cái này. Cái này là khởi động máy này. Rất là nhiều cỏ cho các bạn coi này. Đó, bây giờ đi đổ ra cái chỗ thùng rác nha các bạn. Các bạn xem mình cắt cỏ tiếp nha. Mình để góc quay này để cho các bạn thay đổi góc nhìn một chút cho nó vui mắt một chút.
nghiệp không? Cũng bỡ hơi tai đấy mọi người. Thực ra cái xe này đẩy á, có thế đẩy thì nó cũng không nặng lắm đâu. Nhưng mà nó sẽ nặng lúc mà cua, lúc mà cua đi thẳng rất là ok, nhưng mà cua thì cũng rất là nặng. Thì cắt cỏ cũng là một công việc nặng đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình chuyển sang cắt sân trước với nhà đi mọi người ơi. Mọi người ơi, cuối cùng thì hai đứa mình đã cắt xong cỏ của sân nhà mình, sân trước và sân sau. Cắt xong thì đúng là bỡ hơi tai luôn mọi người ơi. Nếu mà thuê á, thuê nhân công bên ngoài ấy, thì trả khoảng 70 đô. Và ông xã mình là cái người rất thích làm vườn, cho nên là ông xã thường là tự cắt cỏ. Cho nên là trong nhà có rất là nhiều cái dụng cụ hỗ trợ cho cái việc cắt cỏ. Và đây mình đang đứng trong cái căn nhà nhỏ chứa những cái dụng cụ làm vườn. Đó thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra vườn nhà mình xem là có cây trái gì. Và mình cũng dẫn các bạn đi tham quan một vòng xem cái thành quả của hai đứa mình đã cắt cỏ ngày hôm nay như thế nào nhá. Rồi bây giờ các bạn hãy theo chân mình đi tham quan khu vườn nhà mình nào. Mọi người ơi, mọi người có thấy cây cà chua nhà mình không? Đây, hai cây cà chua nhà mình trồng trên cái hộc rau này. Khu vực nhà mình là nó nhiều con thỏ rừng lắm, cho nên là phải trồng rau trên cái hộc cao như vậy. Nếu mà trồng dưới đất là nó sẽ ăn hết à. Cho nên là thành ra phải trồng trên cái hộc rau cao như vậy. Các bạn thấy con quả chua nhà mình không? Đó, cà chua này hái vô là để mấy ngày là chín là ăn được á. Đó, bên cây này mới có nhiều trái này. Đây là cây ngò. Bây giờ mình dẫn các bạn đi xem xung quanh nhà mình xem có cái gì nha. Đây, bãi cỏ trước nhà của mình đã cắt xong rồi đây cả nhà ơi. Nó cũng lên chưa đều lắm, nhưng mà sắp tới mùa xuân thì chắc chắn nó sẽ lên đều hơn. Trước nhà mình có lác đác mấy bông hoa rồi mọi người ơi. Mọi người nghe chim hót réo von không? Đây có một chút hoa rồi. Mùa xuân đến rồi mà cả nhà ơi. Hôm nay trời cũng khá tuyệt. Nhà cửa bên Mỹ là như vậy đấy cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn ra đằng sau để xem sân đằng sau vườn nhà mình có trồng cây gì nha. Và xem bãi cỏ đằng sau nhà mình hen. Đây. Đây, bãi cỏ đằng sau nhà mình đây cả nhà ơi. Ồ, nắng lên chút rồi cho nó đẹp. Đó. Đây, nhà mình có mấy cây hướng dương. Hoa hồng thì vừa rồi mình cũng chặt bớt phạt ngang ấy để cho nó lên bông mới. Chứ lúc trước nó nhiều hoa lắm cả nhà ơi. Đó, đây là cái sân sau nhà của mình. Đó, cái lẵng hoa màu đỏ. Đó, bây giờ mình giới thiệu cho các bạn một số cây nhé. Đây là cây liệu đó cả nhà. Đây là cây liệu này. Đây là cây liệu hang. Cây liệu. Đây là cây sung. Đây là cây sung đó các bạn ơi, sung Mỹ đó. Nghe nó trái sung Mỹ ở Việt Nam cũng mắc lắm đúng không cả nhà. Rồi, hoa đỏ. Hoa đỏ. Đây là cây nho đó cả nhà. Cây nho của nhà mình đó. Đó, các bạn thấy không? Mùa đông á là nó réo queo luôn á, tưởng nó chết nhưng mà ông xã mình nói là nó chỉ ngủ thôi. Đây, còn cây này thì mình không có rõ là cây gì lắm. Còn các bạn thấy hai cái cây lớn này là của nhà hàng xóm, nó chỉ sang vườn nhà mình đó. Đó. Đây, khu vườn yên tĩnh của nhà mình đây. Mọi người có nhớ cái phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên không? Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Bây giờ đi vô cái nhà này xem có cái gì nha. Đây. Đây là ngôi nhà để dụng cụ làm vườn đó mọi người ơi. Đây này.
Cái này thì là dùng để mà phủi mà mình khi mình làm vườn á thì nó bụi biết lắm, nó làm cái sân vườn đó nó dơ á, thì dùng cái này để là phủi nó, chứ người ta không có dùng chổi quét như cả nhà. Người ta dùng cái này giống như là nó có gió là nó phủi sạch cái sân của nhà mình cho nó sạch. Còn đây là cái máy cắt cỏ đây. Thì lúc nãy mọi người thấy không, là mình đẩy cái này vô này, mình đẩy cái này vô, xong bắt đầu mình kéo thằng này là nó sẽ nổ máy, và sau đó mình sẽ đẩy đi là mình cắt cỏ. Mới đầu mình chưa quen nó cũng rất là khá nặng, nhưng mà bây giờ mình làm quen rồi thì mình thấy mình đã làm được. Mọi người thấy mình cắt cũng rất là chuyên nghiệp rồi đúng không? Đó, vợ có công chồng không phụ. Rồi đây là hai cái hộp rau nhà mình, xem là có được cái gì rồi nè. Đây là cây dưa chuột cả nhà, có trái chưa? Mọi người thấy không, thấy những cái trái con không? Trái con là nó đó. Mấy cây đậu ve này thì nó cũng chưa được tốt lắm, chắc là mình mãi lo làm tốt cho nên là không có chăm sóc nó. Còn đây là cây quế, nhưng mà cái này quế nó không thơm như quế mình là quế Thái, nó thơm hơn. Đây cây cà chua lúc nãy mình cho các bạn coi đó, cho mọi người coi đó, thấy cái trái cà chua như mình không, thấy bự không đó. Mình cũng rất là thích làm vườn, sắp tới mùa xuân mình sẽ trồng nhiều cây, xong mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Đó các bạn thấy không, thấy mấy đó cây cà chua đây này, có 4-5 trái luôn này cả nhà. Đây để mình quay cho các bạn rõ. Đó mọi người có thấy không? Đó mọi người có thấy. Đó đây có 2 trái nữa này. Đó. Còn cái hoa này nó rất là thơm nha cả nhà. Nó thơm như mùi hoa nhài á. Hình như tên của nó là Magnolia. Nó thơm lắm cả nhà ơi. Nó thơm như mùi hoa nhài luôn á. Mà cây của nó rất là lớn. Cây của nó là dạng cây cổ thụ á. Mình không biết tả làm sao cho các bạn hình dung được cái mùi thơm. Nó mùi thơm là mùi thơm hoa nhài á. Còn cây này là cây olive á các bạn. Olive. Còn đây là hai cây đào thì vừa rồi mình trồng, mình cũng có quay cho mọi người coi á. Còn đây là cái hộp rau mà mình cũng chưa trồng nhiều. Có ớt này, có 4 cây dâu này. Dâu có trái rồi đó nha. Trái rồi đây. Đây. Mọi người thấy trái không? Nhưng mà thực ra trồng chơi cho vui thôi, chứ dâu mua có hơn $1 một hộp. Còn mình ăn thử là chua lè. Đây này, cái này có mấy trái nhỏ. Cái này thì trái nhỏ thôi, chưa có lớn. Cho nên trồng cho vui thôi cả nhà ơi. Đây. Cây này cây nho nhà mình đây. Bắt đầu nó ra những cái buồng nho rồi đó cả nhà. Để mình tìm cái buồng nho cho mọi người thấy. Nó còn nhỏ quá cho nên là không thấy. Đó, một góc sân vườn nhà mình đấy. Mọi người có nhớ cái phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên không? Hồi xưa mình thích cái phim đó lắm. Rồi mọi người ơi, thường là sau sân vườn của những nhà người Mỹ thì họ sẽ có 2 cái lò nướng. Mà khu vực thành tiểu bang Texas nó có một cái đặc trưng là nướng khói nha. Tất cả các đồ nướng của nó là nướng khói rất là lâu. Nướng khói một món ăn phải lên tới 5-6 tiếng là bình thường. Đó, đây là cái nướng khói này là giống như người ta bỏ than này, bỏ củi ướp vào đây này, thế xong khói nó mới lên trên này, xong bắt đầu là đây, chẳng như chỗ này nó có than đúng không, thì nó sẽ tạo khói ra ở đây, thì mình để đồ ăn ở đây này. Đó có nghĩa là nướng khói chứ không phải là nướng than nha. Nướng khói thì hình như là ở miền Bắc có cái món thịt gác bếp, thịt trâu gác bếp đúng không. Còn cái này là nướng ga. Đó, nướng ga thì nó không phải là nướng khói, nướng ga thì nhanh hơn. Rồi mọi người ơi, vậy là ngày hôm nay hai đứa mình đã làm xong cái khu vườn này. Vậy thì chủ nhật ngày mai là hai đứa mình sẽ rảnh rang không phải làm gì hết. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và mọi người đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko USA của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.